Trước đây, để sở hữu bộ cồng chiêng cổ này, đồng bào Gia Rai phải đổi hàng chục con bò mới có được. Quý hiếm không chỉ bởi giá trị vật chất mà còn bởi âm thanh trầm hùng, vang vọng của bộ cồng chiêng khi đánh lên. Bởi vậy, người Gia Rai ở Buôn Chính Hòa vẫn gìn giữ bộ cồng chiêng này như báu vật của cộng đồng. Chúng tôi là giữ lại bản sắc là cổ truyền của là bộ cồng chiêng này. Là thứ nhất là trống. Trống là mình đục là bằng coi thôi, nhưng mà làm lấy da bò là mình làm là thành là trống. Gia đình nào mà có được, giàu được mới mua được bộ cồng chiêng là lần này là chỉ là sử dụng là ăn lúa mới, là ăn đám trâu. Già làng Cờ Pá Bưn cũng là một trong số ít người đang lưu giữ bộ chiêng cổ quý hiếm. Đã từng có nhiều người tìm tới hỏi mua, nhưng ông quyết không bán để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc cho các thế hệ mai sau. Bây giờ tôi không bán lại. Nếu tôi có tiền còn một thêm nữa. Bây giờ là cũng như vậy đấy. Nghĩa là còn là bao nhiêu nữa là nếu tôi có tiền cũng một thêm. Và riêng trong nhà tôi là cả 3 bộ chiêng. Toàn huyện có hơn 500 bộ chiêng đang được bà con đồng bào lưu giữ. Đặc biệt là các cái buôn ở vùng sâu vùng xa, các cái xã vùng sâu vùng xa. Và những cái bộ chiêng đây đa số là các cái bộ chiêng cổ mà được bà con lưu giữ từ đời này sang đời khác. Theo quan niệm của đồng bào Gia Rai, cồng chiêng không chỉ kết nối bà con với đấng linh thiêng mà còn đem đến không khí vui tươi, rộn ràng trong các ngày hội lớn. Người Gia Rai lại càng tự hào hơn khi cồng chiêng cổ thể hiện sự giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần của cộng đồng các buôn làng Tây Nguyên.